Thì bắt đầu cái tiền cái đó dành dụm chắc cũng được 300 ngàn, rồi tiền đi thuê mình nhiều lắm này chắc cũng được 2 ngàn, 2 ngàn mấy gì đó, tính vậy đó thì về Việt Nam sống. Tại đó giờ đâu có gì Việt Nam tính, là thí dụ giờ mình có 200 ngàn thì nhà hàng phải trả mình thêm 100 ngàn nữa là 300 ngàn, rồi tiền đi thuê mình nó cũng nhẹ nhẹ cũng 2 ngàn, tại tình bệnh không ăn 2 ngàn mấy rồi, cứ xài xài này đi về Việt Nam còn trăm mấy rút luôn á, đóng thuế đóng chào hoa hồng luôn, rồi còn nhiêu được ôm về Việt Nam Ông về Việt Nam hết luôn. không hết. Hello, xin chào cô, chú, bác, anh chị em. Rất vui chào đón mọi người đến với kênh Uyên Quỳnh Cuộc Sống Mỹ hôm nay. Và Uyên Quỳnh rất là cảm ơn các quý vị khán giả trong thời gian qua đã yêu thương và ủng hộ kênh Uyên Quỳnh. Và trở lại với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay, chúng ta sẽ nghe chia sẻ tâm sự của một anh độc thân khá là lâu rồi. Và anh đã làm việc rất là say mê. Anh đã cố gắng làm việc thật nhiều và dành dụm được tiền cũng khá so với những người độc thân ở trên đất Mỹ này. Có rất là nhiều hoàn cảnh của các anh độc thân cũng giống như những người có gia đình thì lâm vào những hoàn cảnh khác nhau. Hôm nay chúng ta sẽ nghe chia sẻ tâm sự của một anh. Nói chuyện thì không có giỏi lắm. Nguyên Quỳnh nghĩ là khi anh ấy có bạn gái chắc cũng sẽ, cô ấy cũng phải có tính nhẫn nại một chút. Bây giờ chúng ta sẽ nghe tâm sự của một anh tính sai nước cờ nhé. Người tính không bằng trời tính. Rồi, em chào anh nha. Dạ. Em rất vui chào đón anh đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay ha. Dạ. Anh có thể chào khán giả và anh giới thiệu về mình ha. Tôi tên Sáu, hiện giờ thì ở sống ở nước Mỹ, ở North Carolina nè. Thì cũng qua mấy chục năm rồi. Qua khá thì lâu trước vậy đó. khi có... hả Qua lâu dữ vậy đó hả? à. Anh nói tiếp đi. Rồi qua vẫn qua có gia đình thì thời gian chia tay rồi tới bây giờ. Đơn giản vậy thôi Đâu có biết nói gì hơn. hả? Anh đi qua Mỹ năm nào? Năm 80. Giờ anh năm nay là sinh năm mấy? Sinh 55. 55 hả? 16 mấy ha? À. Tuổi của anh chắc nghỉ hưu rồi hả? À, lúc trước thì là trong hãng 20 năm thì bị bệnh. Thì bị bệnh xong rồi trong hãng nói mày hết bệnh trở lại. Khi một năm ăn tiền QCT thì tá cũng 2 ngàn mấy. Hết một năm đó thì hết bệnh thì trở lại hãng không có nhận. Thì sống tầm tầm cho đến 3 năm mới 4 năm thì lấy cái tiền đi hồi đó giờ đi làm trong hãng đó. Rồi lấy tiền đi xài. Rồi lấy tiền ra xài với tiền con kia ra xài cho 4 năm trời. Rồi người ta nói tôi 63 tuổi tôi đi đi đến thì thai non đi. Chứ nói mà đợi 65 là lãnh tiền cho nó ngon luôn. Thì mấy người kia nói mà ngu quá đi. Tôi đi, tôi dẫn mày đi khai lấy tiền. Rồi đi khai thấy tiền sống tới tiền xã hội tới giờ. Anh tên gì? Tên Sáu. Anh rồi anh được mấy người con? Tiếng Trung Quy thì có thằng trai ở bên Mỹ rồi thằng trai rồi nó quen gái ở bên Việt Nam, có thằng trai thằng chết trơn à, nó rủ nhau đi chơi nè. Anh có hai đứa con trai mất hết rồi hả? Một thằng 29 tuổi, thằng 27 tuổi, hai thằng rủ nhau đi chơi đó. Lý do gì sao vậy anh? Thằng bên này thì nó chạy xe, còn thằng bên kia thì uống rượu nhiều quá chết vì tôi. Rồi bà xã anh với anh ly dị khi nào? Hồi đó thì qua mình mà lấy bên Việt Nam qua đảo thì kết vô ở vợ chồng gì đó, đều qua Mỹ không thích hợp nãy đường ai nấy đi thôi. Vậy thôi Thế hả? thôi Rồi giờ có nói sao vậy thôi, chứ có nói
Ai phải hay trái cái đó là chuyện riêng tư, với mình nói cho nó tốt đẹp thôi chứ cần gì phải nói. Thì mình sống độc thân vậy là như vậy là biết vậy rồi. Rồi anh với bà xã chia tay bao lâu rồi? Mấy chục năm rồi. Hồi thằng nhỏ mới ra 7-8 tuổi. Trong vòng mấy mươi năm đó anh có quen cô nào khác không? Thì có. Nhưng mà thì tất tình mình không sống được nhau thì mình đi thôi. Vậy Cũng vẫn mãi mãi, cũng vẫn cô đơn thôi. hả? Tầm xấu nó vậy thôi. Rồi hiện tại là anh đang ở nhà mình hay là anh đang xây phòng nhà người ta? Tôi đang ở cái căn nhà này á, sống con mình, Nhà của anh hả? nhà của người ta chứ muốn gì đâu có nhà mình phải được một nhà đợi. Thì nói hầu hết thì cũng sống cái tiền xã hội vậy thôi, chứ cũng ngoài ra chỉ cùng có bản thân thôi chứ không còn cái gì hết trơn nè. À. Thì nói thật với cô thì cũng kiếm người ăn ngủ trong tuổi già đó, bưng cơm vừa đợi nước vậy thôi, chứ ngoài ra cũng không có cái buôn chen thích thú gì hết đó. Anh bây giờ anh muốn tìm một người bạn trai, anh muốn người đó như thế nào? À, vui vẻ chứ đừng có hung dữ được này. Vui vẻ chứ đừng hung dữ à. Hung dữ quá chạy á. Nói chứ cũng có hơi sợ. Tại ngày xưa đã im lặng rồi, mình cũng hơi phải tự tỉnh, cũng thời gian trôi qua mấy năm rồi đi đi rồi bắt đầu tỉnh lại thì đi làm thôi. Thế giờ thấy mình cũng tuổi già rồi, mình cũng kiếm chỗ nương tựa để cho kịp để sống với nhau thôi, chứ còn bon chen cái gì nữa. Thì được thì tới, không được thì thôi, cũng vẫn mình thôi. Anh có nghĩ là một cô anh muốn làm quen là khoảng bao nhiêu tuổi không? Sáu chục sáu mấy gì cũng dài dài như mình cũng được thôi, giờ đòi ai nữa. Tân thì dân chống gậy sắp tới còn đó, kiếm trẻ làm cái Anh chiều cao của anh là bao nhiêu? 55. 1m55 hả? Hay là 5 feet 5? 5,5 á. 1m6 mấy ha. Rồi những lúc rảnh rỗi bây giờ á, thời gian rảnh rất là nhiều thì anh thích làm công việc gì? Thì rảnh rỗi không biết làm gì, ngồi nhà thì có hỏi người ta đi đi làm thêm được tháng được 4 ngày 8 ngày, chứ người không đâu có chịu nổi, ngồi nhà tới 7 năm nay rồi. Anh đi làm thêm, để anh làm thêm công việc gì? Làm phụ bánh người ta vậy chứ cũng cực, nhưng mà hồi đó giờ qua thì làm mấy đi rồi, giờ làm cực để làm bánh phụ người ta bán ở chợ đó, chứ người ở nhà không hoài thôi, đi làm kiếm tiền xài chơi vậy thôi. Anh làm công việc đó là ngày, là mỗi ngày hay là sao? Ngày thứ bảy chủ nhật 2 ngày. Quê anh ở đâu? Ở Việt Nam? Nói cái quê ở Gò Công nhưng mà trong để ở Sài Gòn. Là anh có gì? Quê ông nội bà nội ở Gò Công. Anh có về Việt Nam thường không? 35 năm mới về Việt Nam, hôm mấy năm trước quay về đây 4 năm, về tới Việt Nam mà ăn đồ bị túng túng rồi vô nhà thương bị nó mổ hết 15.000 đô rồi thôi, chứ quá quá làm giấy tờ trở về Mỹ tới giờ luôn. Chị nghĩ tới giờ là 4 năm mình Về bị mổ hết 15.000 luôn. rồi, vô được mấy ngày đó mà 15.000 đô nó mổ cái bụng ra, nó mổ
mỗi tâm lên cái bụng ra rồi xong rồi cái đã để nè, nó nói thì sao, nó hỏi gì tiền, nó nói 100 triệu nữa. Thôi má mẹ ơi, làm ơn làm giấy tờ trở về Mỹ. Vậy ở Việt Nam luôn. Và về có lần tới giờ luôn đó. Tưởng luôn chứ không dám. Về có được đi chơi đâu, vô nằm nhà thương chứ đi đâu. Lúc đó anh về được bao lâu? Về được 2 tuần lễ, đi ăn uống 3 lần, bị ối bữa tùm lum hết trơn. Rồi đợt sau nữa gặp ăn có cứ gà lên rồi ăn có gỏi gì đó, gỏi xoay gỏi gì đó, ăn có cọng nó vô ối bữa rồi chở đi nhà thương luôn. Rồi đi nhà thương để nó mổ cái bụng, nó mổ cái bụng rồi nói lên, nó hỏi như tiền thì nó 100 ngàn, đưa 100 ngàn đó là cái cho nó hỏi trong đấy này, nó rồi khám gì nó động 100 ngàn nữa, đưa nó 100 ngàn nữa, rồi dần 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 cái ăn uống rồi thêm mấy chục ngàn nữa, hết 300 ngàn, hết 15 ngàn đô. Thôi cảm ơn mẹ, chuyện mất mày đầu mượn 100 ngàn nữa tiền đó, thôi để tôi ôm tiền để trở về Mỹ, thôi khỏi đi chơi luôn. Anh nghĩ ưu điểm của mình là gì? Mình là thì sống thì cũng bình thường thôi, cũng chứ không có tiêu gì đó, cười cười vui vui vậy thôi chứ còn nghe thì không có. Rồi khuyết điểm của anh? Điểm tôi thì không có tốt, chứ nói gì là vợ con mà đánh đập thì chắc không có. Cô ơi uống bia đây ra chơi thì có, còn ngoài ra không có gì hết. Hút thuốc, anh có hút thuốc nhiều không? Không, hồi đó hút thuốc thì sau này bỏ. Rồi anh coi Ngày video của xưa em lâu chưa? lâu rồi mà tính buộc cô coi chơi thôi, tôi thấy gì buồn buồn nữa thôi. Lên coi cái cô có giới thiệu bà nào được thì tôi hợp đồng một ý thì sắp cà vô, còn được thì đừng ai lấy đi đó. Rồi anh có để ý được câu nào trên video chưa? Ngày qua thì hình như là cô có dẫn ông dính cái bà ở Florida gì đó, cái bà nó sắp bị tai đó, bà đã nói cứ có kiếm được chồng thì có uống rượu thì cũng có uống, mà uống thuốc cũng uống vậy uống cái thôi. Chỉ tên gì? Không biết đến cái người ở đó hình như là bà có bà không có chồng mà có con gì đó, nói gì hôm qua không để ý gì mấy cái đó là mua xe cho con gì để ra tránh bão lụt lúc ở dưới 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 gì quên nè. Luciana à? Rồi em nhớ chị đó rồi. Anh mà tiểu bang của anh chạy qua đây bao xa? Xa từ đây chạy qua đó người người chạy xa chứ không gần đâu. Vậy chứ hả? Anh Chính cảm xác. thấy mến mến chị ấy ở điểm nào? Thì nghe nói câu đó thích vậy thôi, với rồi tôi cũng tắt dẹp lam bên này vậy thôi. Để thôi buồn buồn để kiếm số điện thoại cô để coi, để vô cái form mình thử cái được không, được thì thôi vậy thôi, chứ đâu có biết ăn nói gì đâu. Sống Mỹ này mấy chục năm, 30 năm rồi đâu có biết ăn nói gì đâu. Vậy đó. Thì ngày xưa thì cũng có gia đình, thì qua rồi thì không hợp thì bà đi thì mình cũng tỉnh thì có gì đâu. Bà đây mình cũng tỉnh hả? Cũng có một bài học tỉnh. Thì nói cho cùng thì có duyên nợ, sống không có duyên nợ thôi, giờ biết nói cái gì. Đúng rồi, có duyên thì đến với nhau, không có duyên thì phải đi chia tay thôi. Đi thì thôi, đi cho em đẹp thôi chứ nói gì. Anh rồi anh có bà con anh chị em gì bên đây không? Có bà chị rồi đó, qua ở đâu nửa tháng đi mấy chục năm
đâu có gọi điện thoại mà bà chị khó khăn hả. Rồi có lãnh được bà chị qua Mỹ này thì bà cũng có gia đình thì cũng như tôi, sống mà nhỏ tới lớn, nói thẳng là hồi cho nói cha mẹ đẻ ra thì dục thì sống với bà nội, lớn lên bà nội chết rồi lớn lên đi bụi đời tự sống từ lớn tới giờ. Còn chị em nói tình cảm thì không có, nói thì nói tiếng chị em chứ cũng không có tình cảm vậy đó. Thì ví dụ bà già hồi đó còn sống đi đâu bao năm về ghé chơi chừng nửa ngày, có khi ở được ngày rồi đi mất. Rồi thì còn bà chị thì bà ở Mỹ này thì lâu lâu mới gặp mặt bà, 2-3 năm mới gặp lần, thì bà đi Mỹ thì giờ qua bên bà ở được đâu 2 tuần lễ thì tôi đi luôn, rồi đi tới tới giờ luôn. Thì chị em lâu lâu nói chuyện gì chứ còn nói tiếng chị em vậy nó đâu có mến nhau gì đâu. Tại nhỏ tôi cũng đi lưu linh rồi. Anh có được mấy anh chị em? Anh có được mấy anh chị em? Được 2 người chị. Là bảo lãnh qua đây được 1 người đó. Ngồi đi thì tôi chở mấy đứa con của bà chị đi. Để qua đây thì mạnh thế là mạnh ai nó đi con thì xong. Tôi thì sống không có lệ thuộc trong gia đình nên tôi đi hồi nhỏ tới lớn đi kêu mình đi qua đại chi địa vậy đó, tiếng đi qua gì đại địa vậy chứ đâu có lương manh, đâu có lời tiếng nói nhiều đâu. Dạ. Không có gần gũi gia đình luôn đó. Nghe bà chị ở đây thì 7-8 lần chưa gặp mặt gia đình đấy. Dạ, chị của anh dạ, giờ bây giờ đã lâu lâu ba mượn đi chở qua đi chợ đi búa. Cũng ở chung tiểu bang với anh, gần anh luôn á hả? Cũng gần, mà gần vậy 7-8 lần chưa gặp mặt luôn. Vậy đó. Mới có bạn gần năm nay thì bà già rồi bà kêu chở chứ. Dạ. Anh rồi anh chia tay và xả lâu như thế á, thì bây giờ khi mà quen với bạn gái thì anh nghĩ là anh có người phải là người chiều chuộng bạn gái không? Chiều chuộng á thì tôi không có chiều chuộng, sống bình đẳng rồi. Ví dụ em muốn gì thì em muốn, còn anh muốn gì thì anh muốn, mình đừng có gây lộn gì thì sống coi như đừng có chửi bới gì thì được rồi. Thì vì tự do em muốn đi đâu thì em đi, còn ví dụ anh muốn đi chơi thì em là anh đi chơi vậy thôi. Nói tiếng vậy thôi chứ mình nói vậy thôi chứ già đi đâu. Giờ này còn đi chơi nữa hả? Bên anh có chỗ đi chơi không? Nói thì mình nói vậy thôi chứ đi đâu chỗ nào nữa. Hồi xưa em nghĩ chắc anh cũng là phong lưu lắm đâu phải không? Hồi còn nhỏ thì nói thẳng là hồi nhỏ đẹp trai lắm. Vậy đó hả? Thì nói thẳng là hồi nhỏ cũng đẹp trai lắm chứ không có xấu. Hồi đó có cười ghệ nó cua mình chứ mình đâu cua nó. Vậy đó. Cho nên đi chơi xong rồi bây giờ nó vậy đúng không? Bây giờ có là quỷ mà ra nó sách cây tới không được. Anh rồi ở Việt Nam hồi chắc anh cũng đâu có còn một bà chị ở Việt Nam hả? Khi anh về là anh ở nhà bà chị đó đó hả? Không, về ở mấy ngày em gặp con về đâu có gần gũi gì, về có 2 tuần lễ nhậu nhẹt rồi xong đây rồi đi vô nhà thương đã đi về thôi, về Mỹ thôi. Là ở đây là cũng không có liên lạc với ai luôn đó. Không, là ở Việt Nam cũng ít khi anh em từ lâu cũng buồn nói chuyện 2 tiếng chứ không có nói nhiều. Tôi đâu biết đâu nói gì nói cho nhiều, mỗi ông bẻ rồi xong rồi 2-3 tiếng mỗi lần nhậu về nó có rồi xong bay vậy thôi, tôi không biết nói gì. Vậy đâu có biết lời ăn tiếng nói gì. Vậy rồi rồi anh có người yêu, anh có biết nói chuyện với người yêu không? Cũng như mù. Mù sao cua ghệ được? Hỏi tới đâu trả lời đó, hỏi không được, nói không được thì nộp tin. Vậy thì sao mà lấy lòng bạn gái được?
cái đó ai biết đâu, thì được thì thương được thôi chứ giờ biết sao nói. Như là nói anh nói hồi xưa người ta toàn là người ta cua anh thôi đó phải không? Ừ, thì cái đó anh em ta cua tôi thôi chứ tôi đâu cua người ta đâu. Hồi đó anh làm công việc gì? Ngày xưa hả? Có cái mã đẹp trai thôi chứ có cái mẹ gì đâu. Rồi không có đi làm gì luôn hả? Tối ngày đi chở bạn gái đi chơi thôi hả? Thời đó còn nhỏ, tới năm 17 tuổi thì đi lính. Thì tôi lính mã đẹp trai, đàn gái tôi của tôi, nó thật rồi đó, không có biết cô gái rồi. Nó tới bây giờ cũng vậy. Rồi, rồi khi qua tới đây nè, có cô nào cua anh không? Có anh cua, có con cua mà không được. Tại sao vậy? Mình đi làm cái bốt mình nó lấy hoài à, mình ấy, rồi với mấy cái thẻ mình rồi cái tôi nói bỏ mẹ nó đi thôi mà thì, nó mình thấy vậy là không được mình đi thôi chứ giảm từ vũ khí là có nghĩa là đi làm về bỏ bóp đó là cứ lấy tiền trong bóp bên ngoài đó phải không? Thì lấy bóp hoài thôi mình thấy không được mình cũng bóp mình đi thôi vậy thôi. Lấy bóp là có nhiều trường hợp nha anh. Thí dụ trường hợp thứ nhất là kiểm tra thử coi anh có số phone của cô nào không. Trường hợp thứ hai không là phải để anh... kiểm tra nói gì tiền bạc thôi chứ mình nói gì tôi được nói làm gì giờ mình không không ở ai lỗi phải gì có nói cũng vậy thôi chứ nói làm gì. Nhưng mà anh có thể nghĩ là lý do gì sao mà những cô gái đi qua đời anh lại bỏ đi không? Thì ví dụ cái tiền mình lấy tiền mình quá là mình sẽ mình thấy không được mình thấy nó hơi là lạ vậy thôi mình đi à anh đi à? Thì thấy nhà băng nó mày thiếu tiền tao mày không trả chết mẹ rồi té ra mới lên nhà băng mới điều tra ra thôi cứ về cứu gói em ơi anh giả từ vậy thôi. Giả từ vũ khí. Ôm đi cho mấy chục ngàn chả nào ông chết ghi gút mà được mấy chục ngàn dữ vậy. Thẻ đây được tôi cái thẻ xài hàng ngày á thì độc thân nữa đâu có xài tiền nhiều đâu. Tiền tháng cũng bỏ trong nhà băng cũng ít nhất hiện tại ít nhất cũng 2.000 ngàn mấy 2.000 không chứ đâu có ít đâu. Dạ. Yeah. Thì mình ở mình tin tưởng rồi mình số cái số đất cao mình dậy dậy đó. Ủa vậy giật mình đi hẳn hẳn con mò túi ủa sắp tới lúc mình đừng mất mẹ gọi về nó em giữ đây con đâu có để ý đâu cái chuyện mà bà lén của rút tiền đâu. Vì sao này cái cả nhà băng nó gọi ý rồi ơi về em cứ làm tin đừng có nói gì chứ rồi cũng gọi ra đâu giả từ em thôi khỏi. Giả từ vũ khí hả? Sợ luôn. Sợ luôn. Tự hỏi với anh Phúc em nhà gặp chúng đủ đạn mà với người sau đó anh cũng không có được đứa con nào hết hả? Ở như bà đã được năm năm vậy mà thấy không có tốt là thôi mình đi nữa đâu cần để lộn chỉ cho nó mệt anh là mình... Bây giờ anh phụ người ta làm bánh anh biết làm bánh hả? Bánh gì thì ta làm mình làm gì thôi chứ còn mình đâu có biết làm bánh tí làm gì nó già làm gì nữa. Mình làm kiếm tiền thêm xài thôi mà người ta làm bánh gì rồi anh làm khâu gì trong đó thì người ta làm bánh bán chợ đó bánh gì bánh hỏi với hỏi cuốn với bánh cuốn gì đó. Làm đó thì mình bóc bánh rồi làm vô thì khổ tới khổ lui rồi sắp bánh này cái gì thôi cực chứ đâu có chứ gì tới đi làm mình có sức lao động gì thôi. Dạ yeah. Làm cho vui thôi chứ ở nhà ở bên Mỹ nữa ở nhà không chán lắm thì biết rằng nên ở nhà thì cũng được mà đều đi làm được còn làm không có thiếu tốn cuộc sống đủ sống tiền xã hội nó cũng đủ vậy thì muốn đi làm nó có sức lao động cho nó thoải mái chút chứ điều hồi đó giờ không có làm Việt Nam đi làm chứ không hoặc là hành quá thì cũng ấn chế độ thôi. Ủa, rồi anh thuê nhà ở chỗ này là một tháng bao nhiêu?
500 với tiền điện thoại này thì khoảng 800. Wow. Với tiền nước 800. Wow, cao dữ vậy. Ở nhà không à? Anh thuê nguyên căn nhà hả? À, nguyên căn, có bà mẹ ở thôi, còn như không biết tới. Cũng mắc ghê ha, xe ông phòng cũng mắc ghê ha. Bên đó cũng cao mà. Anh này mắc lắm là tại quen với em tới nhà nó có đâu có không có máy lạnh, không có hết gì đó thì người ta cho mướn rẻ mình ở vậy thôi. À, cũng mai mốt người ta sửa nhà lại mình cũng cuốn gối đi chứ đâu phải ở đây. Ta nói thế nào người ta sửa nhà là mình đi. Thì mình lo nhà thủ đi kiếm bà nào mình chạy về bà đó mình sống có yên thì mình sống không yên mình chạy nữa. Anh ơi, anh còn lái đi xuyên bang được không? Dư sức hả? Thường thường em thấy có nhiều chỗ sale chỉ còn có 300-400 mà sao anh sale gì mà mắc dữ vậy? Hôm nay mắc lắm, thì là, nói cho cùng thì cũng không mình có quen về người mấy người nhiều khi ở chung với người ta đó. Đi nhẹ rồi nhiều khi mình ăn được cái chén bát của người ta mình cũng dẹp nó cái tích cực quá. Rồi với cái tật mình thì đâu có chữa không. Thì nhà cỏ bấm, cỏ cũng dùng cắt rồi nhiều người ta là khó không dễ. Rồi cắt cỏ dùng mà, cắt cỏ dùng mà làm khó làm dễ hả? Nhiều người cũng làm khó không dễ, mệt lắm. Cái gì? Rồi ghét đi ra ngoài mướn, mướn cũng hết tháng ngàn. Rồi mà tiền lương mua của anh nhiều mà anh muốn người cao như vậy? Lương rồi đó hả? Dạ. Lương đó 2 triệu đồng giờ. Trời, lương gì cao như vậy? Tại nó mình dốt, mình giỏi nhờ mình lanh lẹ chút vậy thôi. Bây giờ nhà có tiền tổng cộng giờ là 800. 800 là còn tiền ăn uống xe bảo hiểm xe nó sao đủ? Thì nó vừa đủ vậy thôi, cũng thì sống với tiền xã hội nó đâu có nhiêu. Anh lương hưu vậy là của anh cao đó, chứ ở bên đây có người người em thấy là có mấy trăm tháng hả? Tôi tổng cộng ý là cho lực lãnh lương non đó là được khoảng 1.400. Tại vì hồi mới vô đi làm một năm đầu có 6 đồng mà năm thứ hai cái tôi làm 12 đồng, 3 năm cái tôi làm 15 đồng. Rồi cái 10 năm sau tôi làm 19 đồng, tôi làm dài tới 20 năm cho 20 đồng tới 20 năm luôn đó chứ. Nó tôi hỏi sao không cho lên lượng. Nó thằng bớt đó này, mày không ngồi người ta đó. Ta mà mấy 20 năm có lương có 12-3 đồng, mày 20 đồng còn đòi gì nữa. Lương cao vậy mà tới giờ không có để dành dụm được gì hết là sao? Thì nó chứ còn ngồi rồi nghỉ hẳn tiền tăng lãnh hàng mấy xài, rồi trong nhà băng tiền bơm kê đó cũng được gần 200 ngàn thì rút ra xài, thì đâu có nghĩ rằng có đâu có biết tiền đi đâu có đi xin tiền tất nghiệp gì đâu. Lúc đó 58 tuổi, 58 tuổi 59 tuổi khi bắt đầu rút tiền kê tới 52 tuổi thì chạy về Việt Nam đó, đổ ôm hết tiền Việt Nam bị nhà thương nó xỏ hết mới ra quả nó chạy về. Wow. Thì giống cái đồng tiền đó thì rút ra phải để tới giờ thì mỗi tháng mỗi năm rút 10 ngàn đỡ, rút từ từ rồi tới má. Không có, hồi đó anh có tiền anh mua cái nhà rồi anh ở phòng, anh cho người ta xem phòng lấy tiền để sống hàng tháng anh sướng nè. Hồi đó thì nói cho cùng mới thôi để đáng làm cái retire. Rồi bắt đầu cái tiền cái đó dành dụm chắc cũng được 300 ngàn, rồi tiền đi thai mình nhiều lắm là chắc cũng được 2 ngàn mấy gì đó, tính vậy đó. Thì về Việt Nam sống. Tại đó giờ đâu có gì Việt Nam. Rồi chừng té ra thì bị bệnh thì trở lại với hãng không nhận nữa thì làm chị queo buồn quá, đi rút tiền ra việc em đi về Việt Nam nó được đóng thế cho nó 100 ngàn lắm hết, gần bước 30 mấy ngàn rồi. đi gì mà chúng bệnh nó qua nhà tôi nó hốt nó nghiện mới nữa. Rồi tính sai nước cờ phải không? Thì nếu tính sai nước cờ đúng này rồi, tính không bằng trời tính. Dạ đúng rồi, người tính không bằng trời tính.
Thì ở đó tính là thí dụ giờ mình có 200.000 thì hãng phải trả mình thêm 100.000 nữa là 300.000. Rồi tiền điện thoại mình cũng nhẹ nhẹ cũng 2.000. Tại tình bệnh không ăn hai mấy rồi. Rồi sau này vô hãng lại nó không nhận. Ừ, tôi về để làm cho quen cái rút tiền rút lần 10.000 cái xài hết 10.000 nó rút 10.000 thì nó trừ thế còn là có 6 mấy cái rút cái xài này đi Việt Nam còn 100 mấy rút luôn á đóng thế chồng nó hỏng luôn rồi còn nhiều đó ôm về Việt Nam ôm về Việt Nam hết luôn ôm hết. Ủa mà sao ôm hết được lúc đó người ta không có hạn chế đem mình đem tiền ra hả? Có biết mẹ kêu châu khủng có ăn mấy đâu có là lập chuyện sự ôm đi thì đi thôi chứ có nào biết mẹ có bị bắt không không hơn vậy hết bệnh ôm qua hết bệnh ôm qua năm đó là năm mấy anh mang cái bọc mổ năm đó là năm 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 mấy năm 2017 nữa. 2017 gì đó. Thì qua nay 4 năm mấy rồi. Rồi qua cái thằng kia thì hỏi mày thì chiếc xe đẩy hỏi mày nói gì tao nói tao có bình nước với bình đồ này nè. Hỏi có trời cái hỏi mày bệnh gì tao nói mày không coi nó khỏi coi. Rồi qua đi còn ngu nữa, còn có một ký ngu nữa. Tiền nhà văn còn 8.000 ấy chẳng á. Mới đi lên chị xin apply đặng cái Medicare á. Đặng đi nhà thương, đặng bỏ cái ruột vô cái bụng lại. Lên apply nhé rồi, xong rồi cái... Nó nói mày muốn gửi cái... Nó cho tôi cho thẳng hết rồi, nó cho tiền bệnh, tiền giấy tờ đầy đủ rồi. Cái nó nói mày giờ muốn gửi tiền về nhà hay là muốn gửi tiền nhà băng cái tôi gửi về tiền nhà băng cái đưa thẻ nó vô nó còn sao nó giục thẻ vô con mặt mày đi rồi hôm qua không có thẻ gì bắt đầu rồi móc tiền túi cái đi cầm chỗ này 500 chỗ này 570 chỗ này 100 rồi khám biết là không ai mổ giờ cái nói giờ mình mổ rồi người ta bỏ vô lại nó nói rằng ở nhà tôi nói giờ người ta mổ tao bỏ vô rằng mày chết tao đền thôi cần cự đó. Cái tên đó nó hỏi giấy này nói xe mày bán mày có tại sao xe bán xe nó xe còn 3-4 ngàn ra mày nó mày cho người ta tao nói tao cho tao đó tao đi làm tao cho người ta chứ giờ mà hỏi tâm người đó ở đâu tao không biết tao đâu có ai đâu có người Việt đâu tao biết tao cho người Mỹ nó mới xách đậu xách chứ tao đâu biết chứ tao đi làm hãng chứ tao đâu có biết lực lệ gì đâu cái làm tới làm lương cũng 3 tháng nổi điên lên nè nổi điên lên thiệt thôi giờ mày cho không cho nó thẳng luôn mày cho không cho tao cũng đắp chẳng cần nữa cái đi về cái 2 tháng sau cái ở trên lại cái nó gửi cái giấy chung cho bác sĩ cái bác sĩ gọi thẳng đây nó mày mai lên nhà mổ cái bác sĩ lên nói giờ mổ vừa tôi nói nó không cần biết có chết sống không cần biết cứ mổ bỏ vô là được rồi chạy nó tao muốn làm thì tao làm chứ tao mang vậy tao khổ lắm cái ruột bỏ ra ngoài hả gì ghê vậy từ Việt Nam qua đây mà ruột bể ra ngoài luôn hoài luôn đã toàn đến độ tốn tiền hoài đi về Mỹ chứ ở bên đó tiền đâu chết mà nếu qua Việt Nam chết không muốn sống rồi qua đây nó bỏ mổ xong rồi bỏ vô đi ra cái chỗ phòng ấy thì tôi tỉnh chừng 50 phút gì đó cái tiền như tôi ối cái rồi tôi chết mẹ nhỏ y tá nó thấy cứu đẩy xe cứu xong rồi không biết gì nằm trong nhà tôi 3 tháng luôn mà cái thuốc mê mà giờ mình tưởng có con nít nó giỡn hoài không mà đầu óc mình cái có con nít giỡn đừng đặng hoài đó ở đó 3 tháng rồi đâu có ăn đồ Mỹ ăn đâu có được tội sữa nó ngon lắm mà tôi đâu có uống đâu bốn đứa con trăm phao cái gì cũng như con cò đi về thèm nó ăn lại mấy con bự con trở lại vậy anh nhưng mà lúc mà anh mổ vậy đó rồi chị em anh có ai tới thăm anh không
Có, bà chị thì bà lâu lâu ăn chứ ông xã chạy tới hỏi thăm chút bà về. Rồi anh Thì rồi ra anh ở chạy đâu? nghĩ cái tình đó. Hả? Rồi xong rồi anh ra rồi anh ở đâu? Thì nhà lớn nhà này đã ở rồi. Bao Thì lâu bà tại rồi? vì bà lúc mình bệnh bà tới với thăm mình thì sao mày bà già rồi bà nhờ mình thôi chạy tới lại bà chào chưa chào bà đi thôi chứ chị em ở đây chứ có mấy đời không mắt Vậy đó. Khổ mà cực nghĩ ha. thôi bây giờ nghĩ thôi chị em vậy thôi chạy lên thôi chứ mà vậy tôi đâu có bước vô nhà bà ấy. Chở đồ sắp để cửa rồi tôi đi tôi ở đây chứ hồi đó giờ bà có tới đâu không biết rồi con tới lần Lúc anh bệnh tới lần tôi đâu có cho bà vô nhà tôi đủ mấy về đó. À, chị em vậy đó. Anh rồi. Ok, em rất là vui nói chuyện với anh hôm nay nha. Em hy vọng sau video này sẽ tìm cho anh một nửa yêu thương ha. Anh có lời nào chào khán giả không? Ok, cảm ơn cô Uyên với tất cả vì cộng đồng người Việt mình không biết nói à thôi thông cảm đi Ok, dạ bà bye anh. Anh mà kiếm được người yêu chắc cũng hơi khó rồi nha. Không nói chuyện thì sao kiếm được người yêu? thì nói gì nói được thì nói không được không Nói đi, nói.